Một mùa giải mà đội bóng TG được ông bầu chủ tịch Nguyễn Long đầu tư rất kỹ lưỡng. Và như vậy là trận đấu chính thức bắt đầu. Trong 11 thì TG sẽ là những người ra bóng trước. Có thể thấy dễ dàng nhận ra là cả 7 cái tên xuất phát của đội bóng áo trắng đều là những cầu thủ có những kinh nghiệm rất nhiều năm chơi cho những đội bóng ở mặt trận sân 7 của thủ đô. Cú đá phạt góc thứ hai, công chiều khúc, cơi vào. Bàn thắng đầu tiên của mùa giải năm nay và nó được diễn ra ở ngay giây thứ 54. Quá tuyệt vời. Đó là đẳng cấp và đó là kinh nghiệm của một đội bóng đã thi đấu ở những giải bóng đá hàng đầu của phong trào bóng đá sân 7 thủ đô. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, đây là quả đá phạt góc thứ hai của TG. Một tình huống mà chính xác thì cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh, cầu thủ Vinataba đã phản lưới nhà. Nhưng những nỗ lực áp sát tới từ Long Torres cũng đã khiến cho số 67 đó là Nguyễn Quang Huy. Hưng Esele, cầu thủ cùng với Mạnh Đen của HG La Giang. Tiếp tục là Long Torres. Đó là bàn thắng thứ hai dành cho TG, nhưng nhìn những hình ảnh này thì có vẻ như số 9 bên phía đội bóng TG đang bị đau, nhưng không sao cả. Niềm vui. Niềm vui với là điều được nhìn thấy trong khuôn mặt của tất cả những cổ động viên của các cầu thủ bên phía TG. Sự xuất sắc tới từ cầu thủ Long Torres đã khiến cho thủ môn bên phía của Vinataba gặp những sự bất ngờ. Và đây là bàn thắng thứ hai 2-0 dành cho TG ở phút thi đấu thứ tư. Được chuyển, phạt dứt điểm không vào. Đó là tình huống ra trận tới từ Tâm Thái Bình. Một tình huống mà số 17, đội trưởng bên phía Vinataba đã có một khoảng trống. Nhưng cái lòng của số 17, Tâm Thái Bình. Vẫn đang là những sự chỉnh rào của Khơi Mandini dành cho những anh em đang ở trong sân. Treo bóng của Quang Huy, cơ ơi! Đó là tình huống nguy hiểm đầu tiên của cầu thủ Vinataba. Và người đã có pha chạm bóng cuối cùng là Phùng Đức Sơn. Đó là điều mà những cổ động viên Vinataba họ đang cần lúc này. Những tình huống bóng cố định. Đường chuyền vào, rất nguy hiểm, bóng vẫn còn. Trung tâm, dứt điểm không vào. Vừa rồi trên hình ảnh thì chúng ta có thể thấy được là những khuôn mặt đăm chiêu của huấn luyện viên trưởng Dũng Bắc của câu lạc bộ Vinataba, của những chiến binh rồng vàng trong việc lên chơi tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia năm 2024. Và đây là phản công, 3-2, công chiều khúc được chuyển ra, cơ sư Long Torres. Long Torres lại tiếp tục lên tiếng và anh cho thấy được đẳng cấp của mình. Cú đúp của anh trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vẫn phải nhắc tới cái tên Long Torres mà thôi. Một tình huống mà số 99 bên phía TG đã có một màn độc diễn tuyệt vời. Và những fanpage trực thuộc hệ thống của VietFootball. Nhả ra, Nguyễn Soái, chưa phải là cú dứt điểm, rất nguy hiểm. Nhưng vẫn là những cái ôm đầu tiếc nuối, lần này là dành cho Đức Sơn. Đây là một tình huống mà có vẻ như hàng thủ bên phía TG cũng đã hơi mất tập trung. Bây giờ thì họ vẫn đang cần những tình huống mà đội bóng Vinataba mắc sai lầm. Rất tốt. Goal! Không vào! Người đã tung ra pha dứt điểm đó là Đức Bình. Một tình huống phối hợp đơn giản giữa hai cầu thủ bên phía Vinataba. Tình huống tỉ đèo rất tay tới từ Vũ Đức Nhật. Luân lú chạy bắn cắt rồi, cơ hội không vào. Và dứt điểm đi vào lưới ngoài của Luân lú. Có thể thấy rằng TG họ đang tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống triển khai bóng cố định. Đã giúp cho các cầu thủ Tràng An Ninh Bình thi đấu cực kỳ thăng hoa trong ngày hôm nay. Lại là những pha cài đè của Long Torres, khoảng trống mở ra. Một tình huống mà tiền đạo của TG lại làm khổ các cầu thủ hạng phòng ngự của Vinataba. Và chúng ta cũng có thể thấy được nhãn quan chiến thuật là rất tốt của Giang Nguyên Công.
Đường xuyên tới từ Dũng Ốc. Rất hay, cơ hội dành cho Vinataba. Không vào. Đáng tiếc dành cho Vinataba. Vũ Đức Nhật không thể ngờ được một cầu thủ thi đấu ấn tượng bên phía của Vinataba từ đầu trận đấu tới giờ lại không thể dứt điểm thành bàn. Chưa có bất kỳ một bàn thắng nào được ghi trong hiệp thi đấu thứ hai. Trung 8, máy chạy, đường chuyền, cơ hội không vào, vẫn còn. Tình huống rất tốt để Long Torres có thể hoàn thành cho mình được một cú hat-trick. Đã được trao cho Nguyên Soái, hãy cùng xem lại. Một phát bóng tái hiện thời kỳ đỉnh cao của Trung 8. Đã đặt Long Torres tư thế đối mặt với thủ môn Duy Hoàng. Tiến Thịnh, lên bóng cho Vinataba. Thời cơ đây rồi, Mạnh Linh. Vẫn là cầu thủ áo số 8, rất bình tĩnh xử lý. Qua được Trung 8 và luân lưu. Có cơ hội dây rồi. Vẫn còn. Dứt điểm ngay không vào. Một pha phối hợp thực sự là sắc nét đã được cầu thủ Vinataba tạo ra. Nhưng họ lại chưa được ăn mừng bàn thắng. Đường chuyền tốt là của số 26 Tiến Thịnh, bóng đến chân của Đức Thắng. Và cú dứt điểm là số 15 Đức Dũng. Và những màn thể hiện tuyệt vời mà độc diễn của Long Torres đã giúp cho TG có được một kết quả rất an toàn trước Vinataba trong những phút thi đấu này. Cơ hội dành cho đội bóng áo sai. Không vào. Đáng tiếc dành cho Vinataba. Một tình huống mà cầu thủ mang áo số 15 đã độc diễn. Dũng Ốc đứng chuyền vào, không thể đến vị trí của Mạnh Linh. Đây là pha trả bóng của Linh Ibra. Bứt tốc và dứt điểm ngay. Không vào. Tình huống nguy hiểm đầu tiên. Linh Ibra chuyền dài. Đội bóng một rất hay. Rất khéo léo của số 13, đó là Đinh Văn Toàn. Thả đáy. Chuyền vào đánh đầu. Không vào. Đội trưởng Ca Thức đã có tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc. Một pha bấm bóng hay của Linh Ibra. Đức Thắng. Những cơ hội cuối cùng dành cho Vinataba. Tranh chấp tốt. Và phản công cho TG. Linh Ibra. Đó là những cái bóng áo trắng. Và như vậy là trọng tài Hoàng Sơn đã nổi hồi còi để kết thúc trận đấu ra quân tại bảng B giải bóng đá 7 người hạng nhất Cúp Việt Football năm 2024. Một chiến thắng với tỷ số là 3-0 được dành cho các cầu thủ TG với một cú đúp của Long Torres và một phản lưới nhà của Quang Huy. Và chúng ta cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi quay trở lại với những diễn biến tiếp theo tại giải bóng đá 7 người hạng nhất Cúp Việt Football năm 2024.